Vua cướp vợ dân. Ngày xưa, có một chàng trai nọ sống bằng nghề đốn củi. Trong khi đang lúi húi chặt cây, anh trông thấy một con quạ tha một con chim sẻ tới đậu trên một phiến đá. Chàng trai bèn nhặt hòn đá lên, ném về phía con quạ. Để đền ơn cứu mạng của anh, tôi tặng anh lọ nước thần này. Ôi, một chú chim thần biết nói ư? Đây là gì vậy? Đây là nước thần có phép làm cho người trẻ lại, vật thì lớn thêm, trần gian không có ai có đâu. Hả? Lọ nước thần làm người trẻ lại ư? Những thứ này chỉ để cho các bà quan làm đỏm, có đâu để hạng như mình dùng chứ. Thôi, cứ trèo nó ở đầu giường vậy. Vì nghèo khó nên chật vật mãi, anh chàng mới cưới được vợ. Vợ anh cũng con nhà nông, quanh năm chân lắm tay bùn nên đen đủi, xấu xí. Một hôm chồng đi cày vắng. Hả? Lọ gì đây nhỉ? Mình chưa thấy chồng mình nhắc về nó bao giờ. Ủa, thơm quá! Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ta chưa từng được ngửi mùi nào thơm như vậy. Đã vậy, ta mang nó ra tắm gội, nhất định người ta sẽ thơm phức. Nhất định chồng mình về sẽ ngạc nhiên về mùi thơm của mình. Ôi, thơm quá! Trần đời ta chưa thấy có mùi nào thơm như thế này. Hả? Trời! Chẳng lẽ là mình đây sao? Sao mình lại trở nên trắng trẻo và xinh đẹp như thế chứ? Mình về rồi ư? Hả? Trời, cô là ai? Sao lại ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Mình là em mà, vợ của mình đây. Cái gì? Vợ tôi? Không phải, vợ tôi không xinh đẹp và trắng trẻo như vậy đâu. Chính nhờ lọ nước tôi tìm thấy ở đầu giường. Ban đầu á, tôi tưởng nó chỉ là một lọ nước thơm nên đem ra tắm. Ai ngờ vừa đổ ra, nước đi đến đâu thì tôi trở nên trắng trẻo và xinh đẹp đến thế đó. Lọ nước thần ư? Vậy ra là lọ nước thần ấy là thật, nó linh nghiệm vậy sao? Ôi, vợ ta, nàng trở nên thật xinh đẹp. Từ đấy, để khỏi nhớ, anh thuê thợ vẽ hình vợ. Mỗi khi ra đồng làm việc, anh lại treo bức tranh ở bờ ruộng để nhìn cho thỏa thích. Chính là tên đã làm ta mất con mồi thối nào. Lần này ta sẽ trả thù. Trả ta bức tranh, con quả đáng ghét kia. Hả? Cái gì vậy? Là một bức tranh thư hoàng thượng. Trời, tuyệt mỹ. Trong ba cung sáu viện của ta đã có nhiều người đẹp, nhưng chưa có người nào đẹp bằng cô gái trong bức tranh này. Mau đi tìm cho ta, nhất định phải tìm bằng được cô gái trong bức tranh này mang về cho ta. Dạ. Loa loa, hôm trước ta vô tình nhặt được bức tranh này, của ai thì lên mà nhận lấy. Hả? Trời ơi, bức tranh của ta. Của ta, bức tranh là của ta. Hả? Của ngươi thật sao? Làm sao ngươi chứng minh được đây là bức tranh của ngươi chứ? Đây là bức vẽ vợ của ta, sao ta không nhận ra được? Nếu chứng thực đó là vợ của ngươi, ta sẽ trả bức tranh này. Mau dẫn ta đến gặp vợ ngươi. Được thôi. Ra đúng là vợ ngươi. Cứu! Mình ơi! Cứu em! Mình ơi! Mau trả lại vợ cho ta! Sau khi bị bắt vào cung, người đàn bà lúc nào cũng sầu muộn. Đem được người đẹp về cung, nhà vua hết sức mừng rỡ, nhưng cũng hết sức buồn phiền vì mọi thứ dỗ dành, dọa nạt đều không thể làm cho người ngọc nở một nụ cười hoặc nói lên một tiếng. Ngươi truyền lệnh ta đến khắp thiên hạ, ai làm nàng người vui vẻ được, ta sẽ trọng thưởng. Nghe tin này, có nhiều người đua nhau chảy kinh, hy vọng dùng tài phép lớn cho người đàn bà phải buộc miệng nói cười để ân thưởng. Nhưng dù đã dở đủ mọi trò đều vô hiệu. Dòng bằng đòn gánh, cũ bằng bình phôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Người chồng nghe tin loan báo cho anh biết là vợ mình đang ở cung vua, bèn quyết vào kinh tìm vợ. Anh bèn nhổ mấy củ hành ở cạnh giếng, buộc làm một gánh quẩy theo.
hãy gọi người hàng hành vào cho ta. Người bán hành làm nàng tươi hơn ư? Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Nhất định là nhìn những kẻ hành kỳ lạ kia mà nàng cười tươi đến vậy. Đúng rồi, ta sẽ cải trang là người gánh hành để làm vui lòng nàng. Hãy đặt gánh hành lại đó và cởi áo ra mau, cầm lấy cho ta. Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi thì thương tôi với. Trông thật là tức cười. Trời ơi, thì ra trò này làm nàng vui đến vậy. Mình mau mặc ngay áo lông bào vào đi. Lạ thay, người chồng mặc áo lông bào lại giống hệt hoàng thượng, toát lên khí thế của một bậc quân vương. Vừa lúc đó, thị vệ thả đàn chó ra để cho ăn. Những con chó dữ tưởng vua là người lạ liền xồ đến, dồn đuổi nhà vua ra khỏi cung. Nhà vua la hét thanh minh, nhưng quân lính tưởng vua là người bán hành bị điên nên đuổi ra ngoài. Thả ta ra, ta là vua, là vua, thả ta ra. Như vậy liệu có được không? Chàng yên tâm, tên vua đó vốn là một tên bạo chúa và dân chúng đều căm ghét, sẽ không ai biết được bí mật này ngoài ta, chàng và hắn. Từ đó, chàng bán hành ở lại trong cung làm hoàng đế, còn vợ chàng làm hoàng hậu. Vốn bản tính nhân hậu, tốt bụng, chàng đã trở thành một vị vua tốt, được nhân dân yêu mến. Dưới vực sâu. Chủ quán đâu? Mang hết tất cả những món ngon ra đi cho ông. Dạ, bẩm ông, quán con có rất nhiều món ngon. Ông định ăn những món gì để con làm ạ? Ồ, hay nhỉ, người bị điếc không đấy? Ta đã bảo là mang tất cả các món ra đây. Ông ơi, gọi như thế thì nhiều lắm ông ơi. Ông con mình còn phải đi cho kịp chuyến hàng, làm sao ăn hết nổi? Dạ đúng rồi đấy ạ. Nếu vậy thì con e là hơi nhiều đấy. Ông trẻ con có chúng bay đấy à? Dạ vâng vâng, con đi làm ngay đây ạ. Còn thừa nhiều đồ ăn quá ông ơi, để con gói vào mang đi ăn dọc đường. Sao ngươi ở với ta bao lâu mà không khôn ra được tí nào thế hả cò? Ngươi nhìn ta như thế này mà lại phải ăn lại đồ ăn thừa hả? Đường đường là một lão phu ông giàu có nhất nhì trong vùng mà lại phải ăn lại đồ thừa là như thế nào? Ngươi không khác gì bôi nhỏ vào mặt ta. Dạ, con thấy chả làm sao cả. Đồ ăn vẫn còn sạch, còn ăn được. Hơn thế lại toàn đồ ngon. Cứ xin cái túi mang đi, khi nào đói thì ông ăn ạ. Thôi, đừng có làm xấu hổ cái mặt ông. Lên đường nhanh kéo lại không kịp giao hàng khi trời tối. Chuyến này hàng quan trọng lắm, cả đống tiền đây. Còn làm cái gì mà lâu thế hả cò? Nhanh cái chân lên. Vâng, con ra ngay đây ông ơi. Đoạn đường này càng ngày càng xấu. Quất cho ngựa đi nhanh nhanh lên chút, muộn là đổ bể cả đống tiền đấy. Ông ơi, gió thổi ngược thế này, dốc thì cao, ông cũng thấy con ngựa nó đi không nổi nữa rồi. Ông không quan tâm, nhanh hết sức lên. Đau quá. Ông ơi, ông có làm sao không ạ? Ôi, đau quá. Cái chân của ông. Đau quá. Chết rồi, gãy chân ông rồi. Con ngựa già chết tiệt. Chúng ta bị rơi ở đoạn này sâu lắm ông ơi. Giờ này tối rồi, chắc không còn ai đi ngang qua đây nữa. Đành chờ có người đi qua thì nhờ họ vậy ông ạ. Điên thật. Tai họa ở đâu ập xuống không biết, mất cả chi lẫn chài. Con ngựa chết tiệt, từ giờ đến tối mà không có người đi qua thì chết lạnh ở đây mất. Con thấy tình hình gay go lắm, tại trời sắp tối rồi, người đi rừng cũng trở về nhà hết. Chúng ta lại rơi sâu thế này, có khi họ đi qua cũng không thấy.
Ngươi không nghe thấy bụng ta đang réo lên hay sao mà không mang cho ta cái gì ăn thế hả cò? Đói quá đi mất. Lẽ nào đêm nay phải ở lại đây thật? Ngươi nói xem, liệu đêm nay có ai giải cứu chúng ta không? Con nghĩ tầm này rồi chắc không có ai đâu ông ơi. Ngươi đừng có nói gỡ, kiểu gì cũng sẽ có. Có ai không? Cứu với! Có ai không? Sao mãi mà không có ai cứu chúng ta thế này? Mang thức ăn tới cho ta đi cọ ơi. Có thấy ta sắp chết rồi không? Ở đây 3 ngày, dài như 3 năm thế này. Còn ngồi đấy hả? Mang thức ăn ra để ăn. Người muốn chết luôn hả? Dạ, chỉ còn miếng bánh cuối cùng này thôi ông ơi. Ông gắng chia ra ăn còn cầm cự. Chưa biết lúc nào mới có người qua đây giải cứu cho chúng ta. Cái gì? Sao chỉ còn lại một miếng? Những bữa trước ngươi lấy ở đâu? Sao không lấy thêm? Mà ngươi thôi nói gỡ đi được không? Kiểu gì hôm nay cũng sẽ có người đi qua. Dạ, đồ ăn ông con mình ăn thừa ở quán bữa hôm trước, con gói mang theo đấy ạ. Giờ thì có tiền, cũng chẳng mua nổi đồ ăn nữa rồi. Vậy mà ta đã từng rất phung phí đồ ăn, giờ chính những bữa thức ăn thừa lại cứu sống ta lúc hoạn nạn. Ông gắng ăn còn giữ sức, chân ông còn đang bị đau nữa. Chắc mai sẽ có người đi qua đây thôi. Người không ăn sao? Có ít ông ăn đi ạ. À, ông đang đau mất sức nhiều, con cầm cự được, ông đừng lo. Người cũng vất vả rồi. Một miếng bánh thừa lúc này còn quý hơn cả vàng. Cũng may mà có người biết trân quý đồ ăn. Con nghĩ không chỉ có đồ ăn mà còn rất nhiều điều nữa trong cuộc sống chúng ta cần trân quý ông ạ. À, như vậy chúng ta mới sống không phải hối tiếc. Ông không ngờ mày biết nhiều điều hay phết đi cò ạ. Ông ơi, có người đang đi tới kìa. Ông con mình được cứu rồi. Đâu, đâu? Ôi, đúng là họ đang đi tới. Cứu tôi với! Cứu với! Tôi bị rơi xuống vực ở dưới này. Đợi một tí, chúng tôi đang tìm cách. Ôi, may quá, chúng ta được cứu rồi. Cuộc gặp gỡ may mắn. Hay thôi, anh không vào đâu. Sao thế? Chúng mình yêu nhau đã lâu rồi, anh phải vào nhà để thưa chuyện với ba em chứ. Nhưng anh chỉ là một chàng trai nghèo. Anh sợ... Khi em yêu anh, em đã chấp nhận tất cả. Anh đừng nói thế. Cha em cũng rất thương em. Chắc chắn ông sẽ đồng ý. Ừ, vậy mình vào gặp ba em nào. Sao? Cậu muốn kết hôn với con gái tôi à? Cháu hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Rô hết mực. Xin bác hãy đồng ý ạ. À, với sức của cậu sao? Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý. Vì sao ạ? Hạnh phúc cả đời của con gái tôi không thể giao vào tay một kẻ nghèo như cậu được. Nó đã quen sống sung sướng rồi, làm sao cậu có thể lo được cho nó? Nhưng cháu yêu cô ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cháu sẽ làm cho cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời. Vâng, con cũng rất yêu anh ấy. Con sẽ không lấy ai ngoài anh ấy đâu thưa cha. Thôi được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Khi nào cậu kiếm đủ 1 triệu đô, thì tôi sẽ cho cậu kết hôn với con gái tôi. 1 triệu đô ư? Biết bao giờ mình mới kiếm đủ 1 triệu đô đây? Lẽ nào suốt đời này mình sẽ không được lấy cô ấy? Không biết Victor có giúp gì được cho mình không nhỉ? Dạ, chào ông. Cậu đến rồi à? Tớ đang bận chút việc ở bên kia đường. Ngồi chờ tớ một lát nhé, không thì sang đây với tớ. Ừ. Ông đang làm mẫu cho Victor à? Ừ. Lão cầm lấy kiếm cái gì ăn cho đỡ đói. Cảm ơn bà tốt quá. Mẹ đưa hết tiền cho ông ấy sao? Chúng ta ăn ít đi một chút mà cứu được người cũng đáng con à. Victor, cậu ấy trả ông bao nhiêu tiền cho việc làm mẫu này ạ? 10 xu 1 giờ. 10 xu? Cậu ta đúng là đồ keo kiệt mà. Sao có thể trả 10 xu được chứ?
Ông hãy cầm lấy đi ạ. Cháu chỉ có bằng này thôi. Cậu... Ông cứ nhận đi ạ. Tiếc là hôm nay cháu không mang theo nhiều tiền. Hy vọng lần sau cháu sẽ có cơ hội gặp lại ông. Cháu sẽ biếu ông nhiều hơn ạ. Cháu sang kia gặp Victor một chút. Ông ngồi đây nhé. Làm thế nào để kiếm 1 triệu đô bây giờ? Có lẽ ước mơ được cưới Rose mãi mãi không thành với mình rồi. Giá như mình cũng là 1 tỷ phú. Nhìn ông tỷ phú này quen quen. Hình như mình đã gặp ở đâu rồi. Trời, lẽ nào ông ta chính là lão ăn mày hôm trước? Không thể, có lẽ là nhìn nhầm người thôi. Đúng là gương mặt này rồi, không thể nhầm được. Mình đúng là lỗ mãng mà. Người ta là tỷ phú, mà mình lại bố thí cho người ta những đồng tiền lẻ. Thật đáng xấu hổ. Liệu ông ấy có nghĩ mình coi thường ông ấy không? Chào anh. Anh có phải là David Better? Mời anh ký nhận bưu phẩm. Ai gửi cho mình thế nhỉ? Chào chàng trai có trái tim lương thiện. Cậu còn nhớ lão ăn mày hôm trước được cậu cho tiền chứ? Hành động của cậu đã khiến tôi rất bất ngờ và cảm động. Bởi lúc đó tôi chỉ đang đóng giả một người ăn mày để thử cảm giác của người khác. Tôi đã tìm hiểu và biết cậu đang gặp khó khăn. Vì thế tôi tặng cậu món quà này. Thay cho lời chúc mừng đám cưới, cậu xứng đáng được nhận hạnh phúc. Ghi tên: lão ăn mày Robinson. Ông ấy tặng quà cho mình ư? Mình có nằm mơ không? Mình đã khiến 1 tỷ phú cảm động và giúp đỡ mình. Rose, vậy là anh có thể cưới em rồi. Cảm ơn ngài Robinson. Coi như đây là số tiền tôi nợ ngài. Nhất định tôi sẽ kiếm đủ để trả lại cho ngài. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.